Rồi hello chào cô chú chị lại chăn nuôi bánh tra. Hôm nay lên ba bò cái nghe nước chú chị. Hai cái siêu đỏ nhưng con cái gu bô xin ha. Giờ mời cô chú chị xem nội dung đã nghĩ mua hay liên hệ cho em. Con siêu nè cô chú chị, con này tầm 10 tháng ha. Đó, chiều cao không sao. Là 1m17-18 bò. 17-18 bò nè chú chị. Chân cẳng nè. Xương sóc mà rất khá ha. Con này mà 9-10 tháng á, trên tầm 10 tháng đi. Đầu tụ nè, sái mặt sẽ luôn nghiêm chỉnh nha chú chị. Mặt sẽ luôn nghiêm chỉnh. Tới con bô xin chiều cao là em đo 1m26 đâu không sao ha. Đó, bô xin này 1m26. Bô xin này đầu tụ lỗ luôn. Đây nghe nghiêm chỉnh nha, con này bô sen xoay mặt nghiêm chỉnh ha, có xoay lưng hơi sụp phiền sau của chú chị, đây xoay lưng hơi sụp phiền sau nha. Thì bò bô bù gu thì xoay sụp cái gì mà giờ là mình nuôi nè, đẻ con ngon lành ok ha, khỏi xoay sụp thì không quan trọng. Giờ đa hoàng là chơi bộ lái không, bộ lái thì nó nhiều xoay nằm đấm đăng à. Đó mình chưa còn để chữa ngon lành mau lên giống được ha. À, đúng là cái gì đúng yếm bài bản cái bô xin nè cực kỳ, con bô xin này cũng 10 tháng luôn ha. Đó 10 tháng đây, hai con này đồng giá là 13,5 triệu của chú anh chị đó, 13,5 triệu. Thì cô chú anh chị nào gần xa nghĩ mua liên hệ, cô em quan sát là chân cẳng là không có bú quốc xe súng lúng thuộc gì hết ha. Đó. Thì tới con siêu đỏ đây. Siêu đỏ là tầm 6,5 tháng. Siêu này chiều cao không sao, 1m12 bò tới rồi. Ha, không sao, đo là khoảng 1m12 bò tới rồi. Thì cũng có sơ xích chút xỉu ha. Xoay mặt nè cô chú anh chị. Đầu tru lỗ luôn. Đó. Siêu đỏ luôn, nó ngon đồng siêu đỏ nè. Lưng nè. Sẽ lưng nghiêm chỉnh nha, lưng đo nha, dài đo như con ú như con heo luôn. Mặt có mấy gió mấy sọc cọp nè, chân cẳng thì khỏi nói tới của chân trước nè, như sao ha. Đây đó, chân cẳng là xương sóc khá là ok, to móng sò cầm đứng thẳng, bốn chân trụ thẳng bắt luôn, vú nè, con này tầm 6,5 tháng lúng miếng thịt thùng sình nha. Đó con này cũng giá là 13,5 triệu. Đó thì tại sao bộ bự giá tiền nào cô nấy của chú anh chị mình làm thấy rồi đuôi đứt nè, đồng giá con này dài đòn cực kỳ, con này sao nó lớn lên tay lên bò đồ hết lần luôn của chú anh chị, thấy ghê bò không, cực kỳ luôn. Siêu đỏ ha, bỏ mặt con này bỏ được lỡ luôn cái vấn đề rất là phù rù ha. Đó, nói chung là ba con này đồng giá hết 13,500 giá tại chuồng. Nếu cô chú chị nào ở gần xa bắt hết ba con đi, em bao ship cho cô chú chị em luôn nha. Bắt hết ba con này em bao ship. Đây con siêu đầu tiên nè, con siêu này cũng lỏng lãnh dài đoạn lắm cô chú chị, tại bỏ bê hai chú nhà hay bỏ bê hay ấm, chứ bò này cô chú chị mua dùm thuốc bồi dưỡng lên là khá là ok luôn nha. Đây đó, hoa to nè, chân xương sóc này xương to đúng yếm rồi bài bản ha,
hệ hang siêu con ru ha, con ru giữa hệ sáng sụp sao chút mà nó liền lạc nè, nó cao to nè, đùi đít nè, uống nù ha, đít đùi uống nù của chúng chị có 13.500.000, cô chú chị mình đâu kiếm nữa mua. Này đầu cổ đủ rủ luôn. Để rừng siêu rõ dạy đoạn ra của chúng chị cực kỳ luôn. Rồi giờ hình ảnh nó gửi đầy đủ cho cô chú để mình xem, thấy giá trị ưng ý mua ba con này mua thì liên hệ cho em ha. À, tiền nào hồi của nấy thôi, con này sáu nữa tại sao nó bự bằng giá tiền bằng kia thì nó được cái nó dày bò nè, nó đẹp ha, dài đòn. Đùa đít nha, khỏi phải chê tới cái này cãi hay là sụp xuống chút xíu à. Hình ảnh em nhắc lại là con này là meta 17-18, con giữa hay meta 25-26 em, con kia cỡ meta 12 bò tới rồi. Thì cô chú chị ở gần xa ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Đít nè, con gu nó mập mạp ghê không được, bóng mà bò ha. Đây hình ảnh gửi đầy đủ cho cô chú chị mình xem, mong chú chị thấy giá ưng ý được mua liên hệ cho em ha. Rồi để tiếp tục hình ảnh hôm nay em lên bộ mẹ con, mẹ siêu cạp ha. Đó. Con là con cá bơm cái kem bông, mẹ đã hôm con lứa thứ ba các chú chị, mẹ chiều cao không sao là 1m3 bò, con đầm được 2,5 tháng bò ha, con ra mà 2,5 tháng bò này rồi đó, mà bên em bán đang bao rồi đơn cô chú chị 3 tháng nha. Kem mà chân cản mẹ con là quan sát không có bút ra xuống đúng luôn hết, con kem là dài đòn ghê không, mẹ không dài đòn hàng mẹ siêu được trụi ha. Mẹ siêu cái đầu đục trụi nè, sẽ đầu những nghiêm chỉnh cái lưng hoàn thiện luôn. Mẹ chân cản không vú xe xuống đúng luộc hết nè, chân trước chân sau của chúng chị màu vú không. Rồi bộ mấy con này em ra báo giá cho cô chú chị mình luôn, bây giờ đang giá là 21 triệu giá tại chuồng ha, bao loại gom là 3 tháng.
mẻ siêu cọp nè. Cái hồi giãn đây, hình hài mẹ là sái đầu chứ nghiêm chỉnh dài đòn ghê của chúng chị. Chân cẳng nè, không muốn xe xuống lúng ruột hết mẹ con luôn ha. Dây đòn cực kỳ con nè. Đây, con 2 tháng rưỡi nè. Kim bông. Con qua xuống xe sao tại vậy chừng nè. Giá tiền mẹ con giá là 21 triệu tháng dưới chị. Cái con về đòn đi mẹ bông. Hình ảnh gửi cho cô chú chị xem. Mong cô chú chị thấy giá ưng ý mua được thì liên hệ cho em. À, giá là 21 triệu ha mẹ con. Cái kem bông này, này cô chú chị mình sở hữu được như mẹ cho em. Đây mẹ con được. Con giờ em muốn kết thúc cái video tại đây. Mong quý vị thấy giá ưng ý mua được và liên hệ.